Chị có cái job này nhẹ nhàng lắm, có thể kiếm tiền ăn vặt. Mày đưa thấy làm sao? Nhẹ nhàng đơn giản. Là việc gì chị? Đây, bây giờ nha, mấy đứa chỉ cần đi thu ý kiến cho cái phiếu khảo sát này của chị. Mỗi tờ 5k, kiếm tiền dễ dàng đúng không? Thôi chị ơi, tụi em bận lắm, không đi được đâu. 10k để chơi chị. Ê, nãy vừa mới hẹn là chiều nay đi shopping rồi mà. Mày nhìn nè, bây giờ chúng mày chỉ cần làm xong cái đống này thôi, chúng mày sẽ được cả tiền triệu lận. Tao chán ăn mì gói lắm rồi, tao muốn ăn cơm gà. Mà nhìn nhiều như thế kia, chắc gì người ta chịu 10.000 một tờ mày ơi. Ừ, nhìn cứ không tin được cái gì á. Nhìn chị ấy cứ gian gian làm sao ấy. Sao chị? Chốt 10k một tờ. Bây giờ mấy đứa làm xong, mấy đứa quay lại đây chị phát lương luôn. Chị chắc đúng không? Chắc. Chốt chưa? Bây giờ nha, này của em. Của em. Từ từ chia với nhau đi. Làm nhanh chóng quay lại đây nhận tiền. Còn bây giờ thì let's go. Đi đi. Trang ơi là Trang, bây giờ làm cái gì á cũng phải cần dùng đến cái đầu. Bà như vậy á, làm sao có thể thắng được tôi? Mà thông minh quá. Ôi trời là giờ. Nóng quá. Ngồi nghỉ cái đã. Dễ chịu quá. Sài Gòn gì mà nãy tắc đường, chật cứng mà bây giờ không một bóng người ạ. Ông trời ơi, có thể cho con thấy một bóng dáng của một người nào đấy được không ạ? Chị. Ôi, chị ơi, chị cứu em. Chị, em lộn. Chị giúp em. Chị có thể cho em xin một phút được không ạ? Chị cho em thêm hẳn 30 giây luôn. Thôi, đừng ngại. Tuyệt vời. Chị ơi, chị đúng là quý nhân của cuộc đời em mà. Em là nhân viên của bên công ty cà phê Anh Nhàn chị ạ. Chị không uống cà phê, vậy nha. À, dạ không ạ. Ý em là bên em đang cần phải xin phiếu khảo sát về ý kiến của khách hàng. Thì chị có thể cho em xin của chị được không ạ? À, cà phê học và làm việc gì đúng không? Đúng rồi ạ. Hồi nãy một bé y chang em luôn, chắc bạn của em đó. Bây giờ em kiếm bé đi, biết đâu copy xong á là gì khỏe à? Vậy nha, chị đây. Không, em một không. Một phút nữa. Cướp. Cướp chị ơi. Cướp cái túi tôi rồi. Chị cứ bình tĩnh. Em sẽ xử lý được tên cướp đấy. Em sẽ lấy lại được túi sách cho chị. Mày khùng hả má? Cướp đồ của tôi giờ được bình tĩnh nữa. Rồi, chị cứ tin em. Nhưng mà em bắt được tên cướp đấy thì chị hứa là chị phải ký vào phiếu khảo sát cho em ấy nhá. Tào lao cái gì vậy hả? Nó chạy 8 cây số rồi kìa. Em coi như là chị đồng ý rồi đấy. Cầm cho em. Lát nữa về em sẽ lấy. Còn bây giờ để em xử tên cướp vào cho. Chờ em ấy nhá. Trời ơi. Ủa, ổn không ta? Tự nhiên giao cho nó rồi trời. Đứng lại. Mà đứng lại thì tôi đứng lại. Mày trả cái túi đây thì tao đứng lại. Tôi bị ngu hay gì? Ngon, chạy nữa đi em trai. Không chạy nữa. Nè, bộ bị khùng hả? Lại bị chạy theo tôi cái tiếng đồng hồ vậy? Trả cái túi đây. Thì túi này đúng không? Bây giờ tôi với bà có một giao dịch nè. Giao dịch gì? Bây giờ trong đây bao nhiêu tiền, tôi với bà cứ đôi. Mạnh anh ấy đi cho khỏe, được không? Không, đưa tôi đây. Đừng nói nhiều nữa. Nè, rượu mời không muốn uống rượu phạt cái gì? Tôi cho bà biết. Em không dám nữa chị. Chị ta cho em. Em không cướp. Mà còn chạy được không? Không. Em trả cái túi này cho chị luôn. Anh bắt phải. Bà quýnh em à. Bà quýnh nữa em trai ơi. Ủa sao vậy? Sao bắt em vậy? Bà quýnh em à. Cảm ơn hai anh à.
này gì bé? Chị kiểm tra xem là trong túi có mất cái gì không ạ? Không có mất cái gì hết á. Trời ơi, cảm ơn trời phận nha. Không có mất cái gì. Cảm ơn em nhiều nha. Trời ơi, em hay quá. Em hay quá. Cảm ơn không em. Không có sao đâu ạ. Ra đường gặp chuyện bất bình, ra tay tương trợ nó là cái tính của em rồi. Chị không cần phải ngại đâu ạ. Sao mà không ngại được? Ai mà cảm ơn Khung Long cứu này đâu. Chị cho em chút ít tiền. Ấy, chị ơi, em không nhận tiền đâu. Chị đưa em cũng không nhận đâu. Không cần phải nghĩ. Làm vậy chị ngại lắm. Không được đâu. Không, chị. Nhưng mà cái sấp giấy vừa nãy em đưa chị, chị để đâu rồi? Biết rồi. Chị có cách cảm ơn em nè. Đi. Ờ, cách gì ạ? Đi theo tôi để biết, lẹ lắm. Ờ, nhưng mà đi đâu? Đi. Ấy, chị đưa em đi đâu đây? Ồ, nói gì? Ừ. Chắc bây giờ con nhỏ Trang đang nằm la liệt ở chỗ nằm mà than trời rồi. Trang ơi là Trang, 3 năm trời rồi vẫn muốn hôn thu với nhỏ này. Muốn hôn con nhỏ này phải dùng tới cái đầu. Chị ơi, chị em về rồi đây. Thôi chị coi, chị coi. Của em á là 15 tờ nè, có ý kiến với chữ ký của phụ huynh luôn. Của em 27 tờ, nhưng mà đóng phiếu khảo sát chị đưa em á bị lỗi form, em phải về điền lại, mất thời gian muốn chết luôn à. Còn em 58 tờ em điền hết. Rồi. Chị ơi, chị ơi, trời. Sống mà phải xài cái đầu. Rồi sao cũng được hết. Máy cưng rất là giỏi. Còn bây giờ chị sẽ phát lương cho. Em chuẩn bị sẵn. Đây. Rồi. Có tiền sắp đến rồi. Cảm ơn chị nha. Cảm ơn chị. Hello em. Anh là... Kelvin. À, anh Kelvin. Em là Chi Chi. Dạ đúng rồi, anh đến trễ nha. À, anh xin lỗi, không phải là anh muốn đến trễ đâu. Tại em á, tại em đẹp quá, em đâu giống trên hình đâu. Hồi nãy giờ là anh đi kiếm khắp luôn á. Anh đâu có nghĩ là em đang ngồi ở đây đâu. Anh khéo miệng quá à. Anh đến trễ 15 phút lận đó. Mỗi phút em tính anh 200. Tổng cộng là 3 triệu nha. Không phải là em thực dụng hay là gì đâu. Em phải làm vậy thì anh mới có trách nhiệm được. 3 triệu? Ừ. Sao rẻ quá vậy? Đối với một con gái xinh đẹp như em, 3 triệu là quá rẻ. Anh vui tính quá à. Không biết là thật hay phong bạc đây. Phong bạc hay thật hay không vậy á. Nếu mà phong bạc để gặp một con gái xinh đẹp như em thì anh chấp nhận phong bạc luôn. Tặng cho Chi Chi. Kiếp này cài hoa lên tóc, kiếp sau cái đầu chọc lóc. Kiếp này cài hoa lên tóc, kiếp sau mỹ mạo như hoa. Dạ em cảm ơn. Hoa thì đẹp đó, nhưng mà anh đừng có quên 3 triệu của em đó nha. Trời ơi, 3 triệu đối với em là quá bình thường. Tiền bạc đối với anh không thành vấn đề nha. Đợi anh xíu. Bảo tới rồi Bảo. Đợi anh xíu nha. Dạ con nghe nè mẹ yêu. Con đang ở đâu vậy? Con có nhớ là ngày hôm nay con muốn phỏng vấn bên công ty của mẹ hay không? Con nhớ mà. Bữa nay phỏng vấn. Cái ngày quan trọng con nhớ mà. Con đang ở đâu? Nói. Con đang ở trên công ty luôn nè. Nè, con tìm cái lý do nào thuyết phục mẹ hơn được hay không hả? Con nên nhớ là công ty mẹ có đầy đủ camera ở các phòng. Con đang chạy xe nè. Con đang chạy xe kẹt xe quá à. Bây giờ 3 phút nữa là con tới liền nha. Chà, gió dữ à. Nè, mẹ nói cho con biết nha, đúng 20 phút nữa con phải có mặt ở công ty cho mẹ. Nếu không á, đừng có trách mẹ nghe chưa. Dạ rồi, con biết rồi. Anh Kevin, anh sao vậy? Đâu có sao đâu, bình thường mà. Bây giờ nha, em ở đây đợi em một xíu thôi là anh quay lại liền nha. Anh xíu. Ô, anh Kevin, người tiền nước ai trả? Ô, còn tiền phạt 3 triệu của em thì sao?
Miss Loan, em xong rồi nè. Linh hả? Dạ. Ôi trời, chị giật mình á. Trời em đi mà chị không hay luôn á. Ủa? Ủa mà Quang, trời. Ủa? Sao, sao mà nhanh quá vậy? Mới có 2 tiếng thôi mà. Hả? Thiệt ra đối với em á, 2 tiếng là quá nhiều rồi chị. Với một người cầu toàn như em á, em không thể nào chấp nhận bản thân mình về cái sự chậm chạp này được. Miss Loan, chị phải thông cảm cho em nha. Cái này nó hơi bị ngoài cái tầm kiểm soát của chị á, nó cũng khá là bất ngờ, nhưng không sao. Thì chị thấy nó cũng được rồi, cũng không lâu mấy mà, nhưng mà nó thực sự thì nó cũng hơi nhanh á. Ngồi đi em. Wow. Đúng là tuổi trẻ tài cao ha. Chị khen em ngại quá. Cô bé bạn em đâu? Cô ấy chậm hơn hả? Hay là sao? Vẫn chưa xong? Chị phải cho bạn em thêm một ít thời gian nữa. Em nghĩ không phải là do bạn em chậm đâu, mà là do em nhanh hơn bạn em chút xíu thôi à. Không sao đâu. Tại vì thực sự là 2 tiếng em cũng nhanh quá. Nhưng mà cũng còn lâu mà. Thì thôi mình cứ ngồi đây mình chờ thêm chút xíu xem sao ha. Dạ. Là sao vậy? Sắp hết giờ rồi. Đã sắp hết giờ rồi mà tại sao cô bé bạn của em vẫn chưa xuất hiện? Hay là cô ta bỏ cuộc? Nếu bỏ cuộc thì phải nói một tiếng để cho chị chờ hả? Thời gian của chị để nó ngồi đi chờ hay sao? Miss Loan, chị cho bạn em thêm xíu thời gian nữa được không? Em từng học chung lớp với bạn ấy nên em biết bạn ấy sống trách nhiệm lắm, không bao giờ bỏ cuộc nửa chừng đâu. Nên là chị mình chịu khó đợi xíu nữa nha. Em đừng có bênh, em hiểu không? Chị là chị ghét nhất những người mà chị biết nói bằng miệng. Một lời nói ra là phải như đinh đóng cột. Nếu chị biết nói bằng miệng thì đừng bao giờ làm, và sẽ không bao giờ thành công. Nếu như chị biết nói bằng miệng thì Miss Loan sẽ không bao giờ có vị trí ngồi ngày hôm nay. Em hiểu chưa? Miss Loan, em hiểu. Nếu mà bạn em không được nhận á, em cũng buồn dữ lắm. Nhưng mà đứng trên cương vị của chị làm sếp mà, chị phải quyết đoán. Không sao đâu, em hiểu mà. Thì đúng rồi đó, làm sếp là phải quyết đoán thôi. Em đúng là có đôi mắt tinh tướng. Em nhìn sự việc rất là hay và nhìn thấu được con người của chị. Chị có lời khen cho em. Thôi được rồi, nể tình em một chút ha. Chị sẽ chờ thêm 5 phút nữa. Nếu như sau 5 phút mà bạn em vẫn không có mặt thì coi như bạn em sẽ bị loại khỏi vòng tuyển dụng ngày hôm nay. Chị phải công bằng, em hiểu chưa? Ít nhất là công bằng đối với em, một người giữ uy tín và làm đúng với những gì mình nói. Em hiểu không? Lúc đó nếu như em còn binh vực nữa thì chị cũng sẽ không nhận em. Ok? Dạ em hiểu rồi. Không chờ nữa, chị tuyên bố luôn, buổi phỏng vấn ngày hôm nay chính thức kết thúc. Khoan, chị. Em xong. Em xong rồi à? Làm cũng được á. Trang, tôi lo lắng cho bà lắm luôn á. Cũng may á là tôi xin với Miss Loan cho bà thêm thời gian á, chứ nếu không thôi là bà gớt rồi. Cái con nhỏ này sao may mắn vậy trời, ghét thực sự. Rớt hay không ấy thì cũng là chuyện của tôi, không phải là việc của cô. Chị Loan, em xin lỗi chị ạ, tại bởi vì là trên đường đi làm nhiệm vụ thì xảy ra một sự cố nho nhỏ nên em quay về trễ. Em xin lỗi đã để chị về chờ ạ. Con Linh giờ này chắc là đang tức lắm ha. Nó muốn nhìn thấy mình thất bại, nhưng mà mình đâu có dễ bị hạ gục như thế. Thôi không sao, em về kịp là tốt rồi. Trang, mà bà gặp sự cố gì vậy? Hay là bà bị lạc đường đúng không? Trời ơi, Sài Gòn á, đường bao la rộng lớn dữ lắm. Bà lạ nước lạ cái lạc đường cũng đúng ha.
Vậy sao không lạc đi luôn đi, qua gì đây làm chi vậy? Có lạc hay không ấy thì cũng là việc của tôi, liên quan gì đến cô? Nè, hai đứa là bạn mà, cãi nhau hoài vậy.